Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Tường Nguyễn bán nhà ở Sài Gòn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà nó rất là hợp túi tiền cho những người có thu nhập chưa cao, giá chỉ có 1,5 tỷ vẫn còn thương lượng. Thì mọi người thấy đó, salon của mình đây. Thì bây giờ mình sẽ quay ở phía trước mặt tiền nè, phía trước căn nhà, sau đó mình sẽ quay vào bên trong và đi lên lầu. Cuối cùng mình sẽ nói về pháp lý của căn nhà này nha. Bây giờ mời mọi người tiếp tục theo dõi video này nha. Và đây là phía trước của căn nhà của mình. Cái hẻm rất là sạch sẽ và thoáng mát. Và cái hẻm này là hẻm thẳng nha. Hẻm thẳng, ngoài đó là hẻm 2251 đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè nha mọi người. Thì ở đây thì nhà liền kề, nói chung là giống nhau hết á mọi người. Đây mọi người thấy cái căn nhà của mình là gồm một trệt, hai lầu và bốn phòng ngủ nha. Cái căn của mình là căn thứ hai điếm từ ở bên trong ra. Thì mọi người thấy đó, hẻm nói chung là cũng thông thoáng lắm. Và bây giờ thì mình sẽ tiến vào bên trong của căn nhà nha. Trước khi vào bên trong thì đây là cái vị trí ở phía trước nhà. Thì cửa thì cũng được thiết kế là cửa sắt bốn cánh. Cái nhà thì được thiết kế khá là hiện đại và sang trọng. Nó vừa nhỏ gọn nhưng mà tận dụng được tất cả các diện tích của căn nhà luôn á. Phía trước mọi người thấy đó chính là cái phần phòng khách. Phòng khách thì cũng được thiết kế một bộ salon tương đối cũng vừa gọn cho căn nhà của mình. Ở phía trên nó trần thì cũng được thiết kế khá là cao và cũng được sử dụng đèn đẹp lắm. Ở phía bên đây thì mình có thể sử dụng treo tường, dạng tivi treo tường đó mọi người. Ở phía trong cùng đây mọi người thấy đó, trước khi vào phía trong cùng á, là ở phía dưới cầu thang thì cũng được thiết kế là những cái tủ mình có thể trưng mấy cái cây kiểng hay khem á, hoặc là những cái đồ mà mình yêu thích. Trước khi lên cầu thang á, thì mình sẽ đi ra phía sau nha. Phía sau á, cái phòng bếp của mình nó thì cũng được làm rất là sạch sẽ nè mọi người ạ. Mọi người thấy gạch không, rất là sáng, và cũng được bố trí cây kiểng ở trong nhà nữa, rất là mát mẻ và có cái sự thiên nhiên của căn nhà của mình đó. Nhà rất là sáng đó mọi người thấy đó. Đây là cái nhà vệ sinh ở phía dưới, khá là gọn và hợp lý, được thiết kế ở phía dưới cầu thang. Tuy là được thiết kế phía dưới cầu thang nhưng mà chắc chắn là sẽ không bao giờ bị đụng đầu nha. Đó, rất là gọn và đẹp. Và ở phía bên trong cùng đó chính là bộ bàn ăn bốn ghế nè. Ở trong đây là bếp nè, bếp thì cũng có một cái bồn rửa rất là rộng nè mọi người. Ở bên đây thì mình để bếp ga, bình ga ở dưới. Và ở trên thì tủ treo thì mình có thể để thêm các đồ rửa linh tinh. Trần thì cũng được thiết kế, ở trên đó thì cũng được tận dụng là một cái kho mini nha. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái cầu thang, thì cũng được sử dụng cầu thang đúc hoàn toàn và tay nắm nói chung bằng sắt. Gạch thì cũng được thiết kế gạch đen. Bây giờ mình sẽ bước lên trên tầng nha. Đây cũng được bố trí là gạch ốp nè, nó thêm cái sang trọng cho căn nhà của mình. Ở phía trên thì có một cái bức tranh cũng khá là sáng và đẹp. Bây giờ mình sẽ lên trên tầng 1 của căn nhà nha. Trước khi lên tầng 1 thì mọi người thấy đó, cái căn phòng khách của mình đó rất là đẹp. Và ở phía trước nhà cái đường rất là thoáng và sạch đẹp nữa. Đây mà mình đã bước lên trên tới cái tầng 1 rồi. Gồm hai phòng. Phòng này là phòng phía ngoài. Trước khi ra phòng phía ngoài thì ở giữa đó chính là một cái nhà vệ sinh. Đây rất là nhỏ gọn và sạch sẽ, thoáng mát. Trần cũng được làm rất là cao và tường thì cũng được ốp gạch cao lên, nó không có dơ cái bức tường của mình á. Đây là phía bên ngoài cái căn phòng đây mọi người ạ. Cái phòng này nói chung nhỏ gọn, cỡ khoảng 6 cho đến 7 mét vuông.
cũng được ốp tường, dán tường, sử dụng màn mới hoàn toàn. Ở phía phòng ngoài thì có cái ban công nó thoáng mát hơn. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua cái căn phòng kế tiếp. Đây, cái căn phòng thứ hai của mình là cái phòng ở trong cùng. Phòng trong cùng nói chung thì nó sẽ rộng hơn một chút xíu này mọi người ạ. Rộng hơn một chút xíu. Cũng được dán tường y như cái phòng ngoài. Trần thì cũng được sử dụng tông là màu xám cho một chút xíu. Xám trắng. Bây giờ thì mình sẽ đi lên trên tầng thứ hai. Nhà này khá là cao rộng. Ở đã luôn mọi người ạ. Đây, trên tầng thứ hai rất là rộng. Mình sẽ đi ra bên ngoài trước nha. Thì tầng thứ hai thì cũng được thiết kế y như tầng 1. Nhà vệ sinh thì cũng nói chung rộng rãi lắm mọi người ạ. Đối với một căn nhà như vậy, nhà vệ sinh vậy là rộng á. Đây là cái tầng, cái phòng mấy bên ngoài. Thoáng quá không? Quá thoáng luôn. Đẹp đẽ. Màn mới. Cửa mới. Bây giờ mình đi ra bên ngoài mình nhìn xuống nha. Trước khi ra bên ngoài á, vì đây là cái cầu thang đi lên trên cái nóc nhà nè. Đi lên trên cái nóc nhà là có cái bồn ở chỗ, nó giống như là cái nhà đối diện á mọi người. Cũng giống như là giả sân thượng vậy đó. Bây giờ mình sẽ nhìn về phía dưới coi có cái gì lạ không nha. Ở trên tầng mình nhìn xuống phía dưới đây. Con hẻm của mình. Hẻm này là hẻm thẳng mọi người ạ, không có quẹo đâu trơn á. Hẻm 2251 đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Bây giờ thì mình sẽ quay vô bên trong. Và thì ở trên tầng 2 thì cũng được thiết kế là hai phòng. Y như ở tầng 1 thì tổng cộng cái nhà này hết là nó có 4 phòng, 3 nhà vệ sinh mọi người ạ. Cửa này thì mình về mình phải dán lại nè, tại vì ở bên ngoài mình nhìn thấy cái riêng tư của trong phòng hết trơn rồi. Về dán dán đục lại là ok. Đó, thì bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với cái căn phòng khách của mình. Sau đó thì sẽ nói về cái pháp lý, giá cả, diện tích và vị trí của căn nhà này nha. Mọi người thấy không? Với một cái căn nhà mà rất là đẹp như vậy, chiều ngang của nó là 3,4 m và chiều dài của nó là khoảng 8,5 m, gần 9 m nha mọi người. Thì gồm là một trệt nè, hai lầu, ta gọi là 3 tầng đó mọi người, 4 phòng ngủ nè, 3 nhà vệ sinh. Thì nhà thì cũng được thiết kế rất là đẹp luôn, mọi người thấy rồi, nãy giờ mình đi quay cho mọi người xem rồi đó, thì rất là xứng đáng đồng tiền bát gạo của mình luôn. Nhà rất là đẹp. Giá cả thì chỉ có là 1,5 tỷ, vẫn còn thương lượng. Pháp lý á, là mua bán công chứng ủy quyền nha mọi người. Thì nhà này á, thì ở đây là khu dân cư hiện hữu rồi đó. Nãy mình có quay cho mọi người xem thì ở đây người ta xây á, là toàn là 2 tầng hết rồi. Nên mình không có sợ là cái nơi bị quy hoạch hay gì hết trơn á. Nhà thì cũng được làm rất là đẹp, tặng toàn bộ nội thất cho mình luôn. Vị trí là ở hẻm 2251 đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nói chung là căn này rất là đẹp. Giá cả thì hợp lý. Hợp lý thì ok. Ai mà đi có nhu cầu mà đi xem cái căn nhà này á thì liên hệ sớm cho mình nha. Thì video này mình cũng xin kết thúc. Mọi người hãy like và đăng ký kênh để cập nhật thêm những cái căn nhà mới nữa nha. Bye bye mọi người. Mọi thông tin thắc mắc gì hãy liên hệ trực tiếp với mình nha.